Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Và trước khi bước vào những trao đổi với chuyên gia ngày hôm nay thì Công Nghĩa xin được cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta đã luôn cùng đồng hành và theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục với quý vị đồng hành với những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống, tìm hiểu và cung cấp những cái kiến thức bổ ích đến với quý vị. Và ngày hôm nay với chủ đề làm sao để phân biệt đau đầu do rối loạn tiền đình và thiếu máu não, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Và ngài xin được gửi lời chào đến với Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, thưa Dược sĩ Công Nghĩa thì có lẽ là sẽ đi vào với chủ đề ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên, đó là rất là nhiều bệnh nhân thắc mắc là triệu chứng đau đầu do thiếu máu não và rối loạn tiền đình thì có giống nhau hay không? Dược sĩ có thể cung cấp những cái kiến thức và thông tin là liên quan đến câu hỏi này cho quý vị khán giả. Cái hội chứng rối loạn tiền đình cũng như là rối loạn tuần hoàn não thì nó đều có những cái triệu chứng na ná giống nhau, đặc biệt là những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, đau đầu hay là đau nửa đầu. Cho nên là cũng có rất nhiều bệnh nhân nhầm lẫn giữa cái bệnh rối loạn tiền đình và rối loạn tuần hoàn não. Tuy nhiên là hai bệnh này thì nó có sự liên quan đến nhau, nhưng mà cái nguyên nhân gây nên căn bệnh này thì nó hoàn toàn khác nhau. Rối loạn tiền đình đó là cái sự tổn thương của dây thần kinh số 8 do nguyên nhân nào đấy. Khi bị tổn thương dây thần kinh số 8 ấy, thì cái việc dẫn truyền thông tin lên các tế bào thần kinh nó bị gián đoạn. Cho nên là nó sẽ gây nên các cái triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là đau đầu. Còn rối loạn tuần hoàn não là cái việc mà máu nó đến não ấy, nó bị thiếu một phần nào đó, nó làm giảm sự cung cấp oxy, giảm sự cung cấp máu cho các cái tế bào ở khu vực não, cho nên là nó dẫn đến các cái triệu chứng giống như trên, nó cũng gây đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Vì vậy là thường thường thì những cái bệnh nhân mà bị rối loạn tuần hoàn não thì nó cũng có thể gây nên những cái triệu chứng giống như rối loạn tiền đình, cho nên là có sự nhầm lẫn ở đấy. Đa số các bệnh nhân có cái hiện tượng là đau đầu do rối loạn tiền đình hay là thiếu máu não thì họ đều xuất hiện tình trạng là mất ngủ, đau đầu dẫn đến mất ngủ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có những cái cách khắc phục như thế nào, làm sao để khắc phục tình trạng đau đầu, giảm được cái tình trạng này, khiến cho người bệnh có một cái giấc ngủ sâu hơn, dài hơn, đảm bảo sức khỏe hơn, thưa dược sĩ? Đau đầu do rối loạn tuần hoàn não hay là đau đầu do tiền đình thì nó đều là do cái giảm cái sự dẫn truyền cũng như là giảm cái sự lưu thông máu tới não, cái việc cung cấp oxy hoặc là cung cấp năng lượng cho các cái tế bào não nó không đủ. Vì vậy mà khi gặp phải cái tình trạng này thì bệnh nhân nên thay đổi một số cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như là mình nên đi ngủ đúng giờ, tắt các cái thiết bị ánh sáng, tắt các cái thiết bị điện thoại trước khi đi ngủ. Thứ hai là mình có thể thay đổi chế độ sinh hoạt bằng cách là mình ăn uống giảm các cái chất nói quá nhiều năng lượng vào buổi tối, giảm cái thói quen ăn vặt ở các bạn trẻ, hay là giảm các cái thói quen ăn các cái chất nhiều mỡ, rồi ở những người già hoặc là những người có cái thói quen mà hay uống trà, uống cà phê buổi tối thì mình cũng nên thay đổi cái thói quen đấy. Hơn nữa kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao, mình có thể tập nhẹ nhàng, đi bộ hoặc là tìm những cái bài tập phù hợp với cái sức khỏe của mình để giúp cho máu nó lưu thông, giúp cho cơ máu nó được tuần hoàn thì cũng sẽ có những cái giấc ngủ tốt hơn. Vâng, thưa dược sĩ, như dược sĩ vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta có khá là nhiều cách để có thể khắc phục tình trạng đau đầu. Thế nhưng mà lành tính nhất, an toàn nhất vẫn là sử dụng những cái loại thảo dược. Và cô nghĩ biết rằng là hiện nay có rất là nhiều những cái loại thảo dược có công dụng rất là tốt trong việc là điều trị chứng đau đầu và mất ngủ. Vậy đó là những cái loại thảo dược nào? Dược sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Có rất là nhiều dược liệu nó giúp an thần mà ông cha ta đã sử dụng từ lâu. Trong đấy phải kể đến các cái dược liệu như là cao lạc tiên. Cao lạc tiên thì nó được coi như là một cái thần dược ấy, thần dược để điều trị các cái bệnh mất ngủ. Thứ hai nữa phải kể đến đó là cao vông nem.
Bông nem nó cũng là một cái dược liệu quý mà thường được kết hợp với các cái loại dược liệu như là lạc tiên, cao bình vôi, tâm sen để bào chế các cái bài thuốc mất ngủ. Vâng, thưa dược sĩ, hiện nay thì trên thị trường không biết là có sản phẩm nào có những thành phần thảo dược lành tính như dược sĩ vừa chia sẻ và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Dược sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả được không ạ? Chúng ta có thể tham khảo những cái sản phẩm mà nó có sự kết hợp của tất cả các dược liệu quý giúp an thần gây ngủ. Bát Nợ Tiên thì là một sản phẩm uy tín chất lượng bởi vì là nó đã được Bộ Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cấp giấy phép và được sản xuất ở công ty đạt tiêu chuẩn GMP. Đó là công ty dược phẩm Phương Đông. Tôi thấy sản phẩm Bát Não Tiên ấy thì nó có cái cách sử dụng rất là ưu việt. Nó được sử dụng ban ngày riêng, ban đêm riêng. Ban ngày thì viên ban ngày giúp hoạt huyết, lưu thông tuần hoàn máu não, giúp cho mình có những cái minh mẫn sáng tạo, nhưng ban đêm thì nó lại chứa các cái dược liệu an thần, giúp chúng ta dễ ngủ, giúp cho bệnh nhân có những cái giấc ngủ sinh lý bình thường mà khi tỉnh dậy không có cảm giác mệt mỏi, khó chịu hay là ly bì. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Công Nghĩa xin được gửi tới dược sĩ Nguyễn Thị Điện một câu hỏi đến từ một vị khán giả. Xin được giấu tên và có hỏi đến dược sĩ thế này. Thưa dược sĩ, là mẹ cháu bị mất ngủ và ăn không ngon. Mẹ đi khám bệnh và uống thuốc. Cháu thấy mẹ ăn uống và ngủ được. Thế nhưng 3 đến khoảng 4 tháng nay, ngưng thuốc thì mẹ lại bị mất ngủ và chán ăn trở lại. Cháu thì rất lo lắng, không biết mẹ có nên tiếp tục uống thuốc đó hay không. Liệu có sản phẩm nào an toàn giúp mẹ cháu có thể sử dụng và khắc phục được tình trạng này hay không, thưa dược sĩ? Vâng ạ, xin được mời dược sĩ Nguyễn Thị Điện có thể chia sẻ cùng một vị khán giả này. Trong câu hỏi của bạn có nêu là mẹ bạn đã từng sử dụng một loại thuốc và có hiệu quả cũng rất là nhanh. Ngoài cái tác dụng là nó giúp ngủ ngon thì còn tác dụng là ăn ngon. Thế nhưng mà thực ra là tôi cũng không gặp trực tiếp bạn ấy để tìm hiểu xem là mẹ bạn ấy đã sử dụng loại thuốc gì. Thuốc đấy có nguồn gốc đông y hay là thuốc ấy đó còn nguồn gốc tây y. Thường thường mà khi bệnh nhân sử dụng các cái thuốc giúp dễ ngủ mà có nguồn gốc tây y ấy, thì nó cũng có thể là có những cái tác dụng phụ nó sẽ giúp mình ăn ngon, ngủ ngon, dễ chịu. Thế nhưng mà khi dừng thuốc thì chắc chắn là các triệu chứng cũ nó sẽ quay trở lại. Thì trường hợp của mẹ bạn thì tôi khuyên bạn là có thể bạn nên cho mẹ sử dụng thiên sang các sản phẩm mà nó có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Trong đấy bạn có thể tìm hiểu trên các cái page hoặc các cái trang web của sản phẩm Bát Não Tiên. Nó là một sản phẩm có tính ưu việt để hỗ trợ các trường hợp của mẹ bạn rất là nhiều. Bát Não Tiên nó có những hoạt chất như là ginkgo biloba này, natokinat, cao đinh lăng, cao bạch quả. Nó giúp cho hoạt huyết, lưu thông tuần hoàn máu não, giúp cho ngoài ra thì ban đêm nó có chứa các cái viên ban đêm ấy, có chứa các cái thành phần như là bình vôi, lạc tiên, ca vông nem hay là các chất dẫn chuyển thần kinh như là GABA, melatonin giúp an thần, đi vào giấc ngủ rất là ngon, giấc ngủ sinh lý bình thường mà khi thức dậy không có cảm giác mệt mỏi. Bạn có thể tham khảo cái sản phẩm này thêm cho mẹ bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn về bệnh lý và sản phẩm, có thể gọi đến số hotline 033-567-2008 hoặc có thể gửi thư về địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.